nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier vừa chính thức trở thành tân Tổng thống Đức nhiệm kỳ mới. Ông Steinmeier đã nhận được gần 74% số phiếu từ các nhà lập pháp và đại diện của 16 bang trên toàn lãnh thổ. Ông Frank-Walter Steinmeier là một chính trị gia, một nghị sĩ, đồng thời cũng là nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của nước Đức. Nhận được 931 phiếu thuận từ 1.260 nhà lập pháp tại Hạ viện và đại diện 16 bang trên toàn lãnh thổ, ông Steinmeier đã chính thức trở thành tân Tổng thống Đức, kế nhiệm ông Joachim Gauck. Với kết quả này, ông Steinmeier đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 12 của nước Đức thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai. Về quan điểm chính trị, ông Steinmeier là người từng chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ. Một tờ nhật báo của Đức trước đó còn gọi ông Steinmeier là Tổng thống chống Trump. Ông Steinmeier sẽ chính thức nhậm chức sau khi đương kim Tổng thống Joachim Gauck rời nhiệm sở vào ngày 18 tháng 3 tới.